Quân đội Israel ngày 13 tháng 3 đã đưa ra kế hoạch di tản phần lớn trong số 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn tại thành phố Rafah, phía nam Gaza, tới các khu vực tại trung tâm giải đất này trước khi tiến hành tấn công quy mô lớn vào Rafah. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, việc vận chuyển người dân ở Rafah đến các khu vực được chỉ định sẽ được thực hiện với sự phối hợp của các tổ chức quốc tế là một phần trong quá trình chuẩn bị của quân đội cho cuộc tấn công vào Rafah. Israel cho rằng đang có bốn tiểu đoàn Hamas tại đây. Rafah là nơi trú ẩn cuối cùng của người Palestine trước các cuộc tấn công của Israel trên khắp giải Gaza. Các cuộc tấn công đã gây ra một thảm họa nhân đạo dẫn đến nạn đói ngày càng gia tăng. Theo Liên Hợp Quốc, việc cung cấp viện trợ đã gặp trở ngại do những hạn chế của Israel. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn trên khắp Gaza. Theo Cơ quan Cứu trợ Người Tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, Cuộc tấn công của Israel hôm ngày 13 tháng 3 nhằm vào địa điểm phân phát thực phẩm ở miền nam Gaza đã khiến một nhân viên của cơ quan này thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Nâng tổng số nhân viên bị thiệt mạng của cơ quan cứu trợ này trong 5 tháng giao tranh vừa qua lên 165 người. Bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, giới chức Israel khẳng định sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công bộ binh vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở miền nam Gaza và là nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu người dân Palestine. Tuyên bố trong cuộc gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Jerusalem chiều qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ, tấn công vào Rafah là bước đi cần thiết để quân đội Israel giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống lực lượng Hamas. Nhóm vũ trang đã tiến hành cuộc đột kích vào miền Bắc Israel trong sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người thiệt mạng. Người đứng đầu chính phủ Israel đồng thời nhắc lại quan điểm không chấp nhận việc thành lập nhà nước Palestine độc lập, nhấn mạnh rằng hướng đi này là chiến thắng dành cho Hamas. Ít giờ trước tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng khẳng định quân đội nước này sẽ sớm mở chiến dịch tấn công vào Rafah. Theo truyền thông Israel, lời khẳng định được ông Gannon đưa ra khi thực hiện chuyến thị sát thực địa đến thành phố Gaza ở phía bắc giải Gaza đầu giờ chiều qua. Nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo rằng một cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn của quân đội Israel vào Rafah chắc chắn gây ra thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ vì có thể khiến hàng chục nghìn dân thường Palestine thiệt mạng hoặc bị thương. Ý định leo thang chiến sự này của quân đội Israel cũng vấp phải sự phản đối gay gắt của các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới. Trong phản ứng mới nhất tối qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el một lần nữa khẳng định Cairo cực lực phản đối kế hoạch tấn công vào Rafa của Tel Aviv. Theo nhà lãnh đạo Ai Cập, Israel phải có trách nhiệm bảo vệ dân thường Palestine tại Gaza theo luật pháp quốc tế. Nhờ sự nỗ lực của các bên, lực lượng Hamas ngày 12 tháng 3 đã đồng ý với đề xuất sửa đổi của Mỹ chấp nhận tham gia đàm phán. Đây được xem là một tín hiệu khả quan cho tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Truyền thông khu vực hôm qua đưa tin một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết phong trào này đã chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Theo đó, đại diện của Hamas dự kiến sẽ tới thủ đô Cairo của Ai Cập trong những ngày tới để thảo luận các chi tiết cuối cùng và việc thực hiện thỏa thuận. Theo nội dung đề xuất gần đây nhất, những người Palestine di tản khỏi giải Gaza sẽ dần quay trở lại nơi sinh sống trong khi Israel sẽ thả tù nhân Palestine theo tỷ lệ 10 người đổi lấy một con tin bị Hamas bắt giữ. Đây được xem là một tín hiệu khả quan cho tiến trình đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza. Bởi trước đó, Israel đã chấp nhận các điều khoản ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đổi lấy việc thả một số con tin bị Hamas bắt giữ. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Marek Al-Ansari một trong những quốc gia đang làm trung gian đàm phán về tình hình giải Gaza cho biết. Tình hình thực tế vẫn còn rất phức tạp, chúng tôi chưa tiến gần đến một thỏa thuận. Các bên chưa cùng thống nhất về một ngôn ngữ để có thể giải quyết những bất đồng hiện tại về việc thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, việc các bên chấp nhận đàm phán là một dấu hiệu tốt và chúng tôi hy vọng và tiếp tục thúc đẩy đạt được một thỏa thuận trong tương lai gần. Các nước trung gian Qatar, Ai Cập và Mỹ hiện đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan để đổ lấy việc thả các con tin Israel bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái, dẫn tới bùng phát xung đột ở Gaza và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại khu vực này. Cùng với việc thúc đẩy đàm phán, các hoạt động đưa hàng cứu trợ vào giải Gaza cũng đang được đẩy mạnh. Bên cạnh các nỗ lực của Ai Cập, kết hợp với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani cùng Bỉ và Mỹ, Pháp tiến hành các chuyến không vận thả hàng viện trợ nhân đạo, xuống khu vực phía bắc giải Gaza, Maroc hôm qua cũng lần đầu tiên đưa hàng viện trợ tới Gaza qua lãnh thổ Israel. Theo đó, các chuyến xe chở hàng cứu trợ của Maroc đã đến sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv trước khi được chuyển đến tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của Palestine tại cửa khẩu Kerem Shalom giữa Israel và Gaza. Theo cảnh báo mới nhất của Liên hợp quốc trung đông đã bắt đầu tháng lễ ramadan giữa lúc khu vực này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong những năm gần đây đặc biệt là tại giải gaza nơi toàn bộ dân số của giải đất ven địa trung hải này đang cần được hỗ trợ lương thực với hơn nửa triệu người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, quan ngại trước tình hình ở Gaza, các nước đang tiếp tục kêu gọi Israel bảo đảm để hàng viện trợ nhân đạo được phép đến với người dân ở giải đất này trong tháng lễ Ramadan của người hồi giáo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua cho rằng sẽ không thể cung cấp đủ số lượng viện trợ nếu xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn. Sự giận nứt đang ngày càng sâu sắc hơn giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Israel Netanyahu trong bối cảnh làn danh đỏ tại Gaza đặt hai nhà lãnh đạo ở phía đối đầu, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu Mỹ có thể hạn chế viện trợ quân sự hay không nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công ở phía nam giải đất này. Theo các quan chức Mỹ, căng thẳng giữa tổng thống Biden và thủ tướng Netanyahu đã dẫn đến các cuộc tranh luận trong chính nội các Mỹ về việc thuyết phục Israel tạo điều kiện nhiều hơn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Gaza và tránh những thương vong nặng nề cho dân thường Palestine trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas. Đòn bẩy lớn nhất của Tổng thống Biden là nguồn cung vũ khí của Mỹ, nhưng giờ đây việc này đã phải dừng lại. Bất chấp phản ứng đầy thách thức của chính quyền Thủ tướng Netanyahu đối với những yêu cầu từ Washington và một số đảng viên đảng Dân Chủ của Tổng thống, Đối với việc Tổng thống Biden đang dần thất vọng với Thủ tướng Netanyahu, các quan chức Mỹ sẽ không loại trừ thay đổi chính sách của nước này đối với Israel. Sự thay đổi này sẽ bao gồm cả điều kiện về viện trợ quân sự nếu Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Rafah, miền Nam Gaza. Nỗ lực tái tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Biden đã gây khó khăn cho việc xây dựng chiến lược của ông. Các cố vấn cho rằng tổng thống Biden cần tránh mâu thuẫn giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong vấn đề ủng hộ Israel. Bất kỳ quyết định cứng rắn nào của tổng thống Biden đối với Israel có thể sẽ đi ngược lại lịch sử hàng thập kỷ của ông với tư cách là người ủng hộ mạnh mẽ Tel Aviv. Trao đổi với đài MSNBC, ông Biden tuyên bố cuộc tấn công Rafah sẽ là làn đanh đỏ và cảnh báo Israel sẽ mất đi viện trợ vũ khí như hệ thống phòng thủ tên lửa nếu thực hiện hành động này. Điều này làm tăng thêm suy đoán trong giới truyền thông về việc những vũ khí này có thể sẽ được đưa vào nếu Biden áp đặt các điều kiện đối với Israel, quốc gia phụ thuộc nhiều vào thiết bị do Mỹ sản xuất. Bất kỳ hạn chế nào đối với vũ khí tấn công đều có thể khiến Israel đối mặt với rủi ro lớn hơn nếu một cuộc xung đột toàn diện nổ ra với lực lượng hezbollah của liban tại biên giới phía bắc hoặc iran quốc gia ủng hộ cả hamas lẫn hezbollah tham gia vào cuộc xung đột này đáp trả những lời chỉ trích gây gắt của tổng thống biden về làn ranh đỏ và việc israel đang bị tổn hại thủ tướng netanyahu tuyên bố sẽ thúc đẩy chiến dịch quân sự ở rafah phần cuối cùng của giải gaza nơi các lực lượng israel đã không thực hiện một cuộc tấn công trên bộ thủ tướng netanyahu cũng đã làm rõ lập trường của mình trong một cuộc chia sẻ với đài politico Ông cho rằng làn đánh đỏ chính là việc Hamas đã tấn công Israel vào ngày mùng 7 tháng 10 năm ngoái. Nước này sẵn sàng đối mặt với sự lên án của cộng đồng quốc tế về phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công của lực lượng Hamas và khẳng định các chính sách hiện tại của ông chính là để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Trong khi các quan chức Mỹ cho biết không có dấu hiệu của một cuộc tấn công sắp xảy ra vào Rafah, Tổng thống Joe Biden cùng các trợ lý của ông đã đưa ra các cảnh báo về việc phải có các động thái nhằm kiềm chế Israel. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cũng cho rằng đây sẽ là một cuộc tấn công thảm khốc. Những động thái từ Mỹ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết kể từ cái chết của hơn 100 người Palestine vào đầu tháng 10 khi đang cố lấy đồ ăn từ một đoàn xe cứu trợ ở phía bắc Gaza. Phản ứng trước tốc độ viện trợ chậm chạp từ phía Israel, chính quyền tổng thống Biden đã tiến hành đợt thả viện trợ nhân đạo từ máy bay đầu tiên và công bố kế hoạch xây dựng một bến cứu trợ nổi ngoài khơi bờ biển Gaza. Một quan chức Mỹ cho biết đã có những cuộc thảo luận kín tại Bộ Ngoại giao về việc liệu Mỹ có nên hạn chế viện trợ quân sự cho Israel hay không. Tuy vậy, vấn đề này vẫn chưa đi đến một sự đồng thuận chung. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh của cuộc bầu cử, Tổng thống Biden sẽ phải có những bước đi rất cẩn trọng trong việc quyết định xem liệu có gây áp lực với chính quyền Thủ tướng Netanyahu bằng cách đưa ra các điều kiện liên quan đến vũ khí hoặc rút lại sự bảo vệ ngoại giao của Mỹ đối với Israel tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay không. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phản đối trước những động thái này vì coi đây là mối đe dọa đối với an ninh của Israel. Vì vậy, lựa chọn an toàn hơn cho Tổng thống Biden sẽ là tiếp tục chiến lược dần dần tách mình ra khỏi ông Netanyahu, người mà tỷ lệ tán thành trong lòng người dân Israel đã giảm mạnh. Trong khi tiếp tục tiếp xúc với người dân Israel, nơi Tổng thống Mỹ có một danh tiếng nhất định, chính quyền Washington gần đây đang rất nhiệt tình với thành viên nội các chiến tranh Israel Benny Gantz một chính trị gia trung lập mà các quan chức Mỹ hy vọng sẽ thay thế Netanyahu một ngày nào đó. Động thái này được nhiều người coi là hành động lạnh lùng đối với vị thủ tướng thuộc phe cánh hữu, người vẫn chưa được mời tới Nhà Trắng của Tổng thống Biden. Nhà phân tích Trung Đông tại trường nghiên cứu quốc tế cao cấp George Hopkins cho biết ông Biden đang thực hiện một hành động đoạn tuyệt chính trị khi cắt đứt mối quan hệ với ông Netanyahu để cứu lấy mỗi Israel đang bị tổn hại.